Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Khánh Thi cay đắng tiết lộ chuyện bị mẹ chồng ghét chỉ vì lý do này. Có tiền tài lẫn nhan sắc sự nghiệp thăng hoa chỉ vì lớn hơn nhiều tuổi cộng với cái danh cô giáo mà Khánh Thi đã chấp nhận mọi sự dè biểu của dư luận để nên duyên với cậu học trò Phan Hiển. Cô không mang sắc bốc xuống cấp để xin liền cho chồng hai đứa con kháo khỉnh, trở thành người phụ nữ giỏi việc xã hội đảm việc nhà. Thế nhưng đến tận bây giờ, Khánh Thi vẫn đau đáu một nỗi niềm liên quan đến hai tiếng mẹ chồng. Từ khi về chung sống với Phan Hiển, đã hai lần Khánh Thi công khai chia sẻ chuyện mất lòng mẹ chồng. Lần đầu tiên là khi Phan Hiện quyết định sẽ chung sống với Khánh Thi. Thời điểm đó, cả xã hội chỉ trích và biểu mối tình cô trò, chênh lệch tới 12 tuổi của cặp đôi. Gia đình Phan Hiển cũng không ngoại lệ. Được biết khi Phan Hiển yêu Khánh Thi, gia đình cũng không phản đối. Nhưng đến khi cặp đôi đã đường ai nấy đi được 2 năm và bỗng nhiên Khánh Thi mang bầu, Phan Hiển quyết định quay về với nữ kiện tướng thì cha mẹ anh không đồng ý. Điều này hết sức dễ hiểu, bởi với sự chênh lệch về tuổi tác, rất khó để Phan Hiển và Khánh Thi hòa hợp trong hôn nhân. Hơn nữa, gia đình Phan Hiển theo công giáo, một khi đã kết hôn họ sẽ không chấp nhận chuyện ly hôn và tan vỡ. Phan Hiển từng chia sẻ rằng, khi biết anh quyết định chọn Khánh Thi, bố mẹ đã rất sốc. Hai đứa vừa quay lại thì có em bé, nên cha mẹ rất sốc. Trong quá trình thi có em bé, tôi luôn ở cạnh của ấy, đã khiến cha mẹ rất buồn vì con cái không biết nghe lời. Ngay cả khi Kubi đã ra đời, vẫn chỉ có một mình Phan Hiển chăm lo cho cả hai mẹ con. Một thời gian sau, gia đình Phan Hiển mới chấp nhận Khánh Thi và đón cô về chung sống cùng đại gia đình. Tuy từng bị gia đình phản đối nhưng cuộc sống làm dâu của Khánh Thi lại vô cùng dễ thở. Thậm chí cô còn chẳng nghĩ rằng mình đang làm dâu. Phan Hiển từng tiết lộ mẹ anh suy nghĩ rất thoáng, biết Khánh Thi bận rộn nên công việc trong nhà không bắt cô phải tham gia. Sinh được hai con đủ nếp đủ tẻ là nổi tiếng không hề thua kém chồng cả về danh tiếng lẫn tiền bạc, khéo léo trong giao tiếp với gia đình chồng, Khánh Thi được xem là một cô con dâu điểm 10. Thế nhưng mới đây trong một cuộc trò chuyện, nữ kiện tướng đã tiết lộ rằng sau nhiều sóng gió một lần nữa cô lại khiến mẹ chồng phật lòng. Đó là việc cô và Phan Hiển cứ mãi mê thi đấu và còn đứng lên đòi lại công bằng cho hai học trò trong giải khiêu vũ thể thao vừa rồi. Nữ kiện tướng tiết lộ, bố mẹ tôi chưa bao giờ ủng hộ chồng tôi đi thi nhảy. Dù chồng tôi là người duy nhất 10 năm vô địch quốc gia, 3 lần vô địch đại hội thể thao. Bố mẹ chồng tôi là doanh nhân bất động sản. Ông bà muốn con mình sung sướng, chứ đâu muốn con cái hy sinh bao nhiêu tiền của, công sức, tâm huyết, rồi cuối cùng bị như thế. Thấy con dâu đấu tranh dùm người khác, ông bà ghét lắm. Thậm chí mẹ chồng tôi đã hỏi một câu rất đau, đó là bao nhiêu năm nay chúng mày hy sinh vì cái gì? Chúng mày hy sinh vì bộ môn đó, rồi chính nó lại lật chúng mày, vậy hy sinh để làm gì? Theo đó thì bố mẹ Phan Hiển vẫn không hài lòng chuyện con ruột và con dâu cả đời theo đuổi nghề khiêu vũ thể thao. Họ ý thức được rằng bọn trẻ làm vì đam mê, vì cống hiến cho nước nhà rất đáng khen. Nhưng bậc làm cha mẹ họ xót khi con mình phải chịu cực khổ, hy sinh nhiều để rồi nhận về vũ phàng. Có thể nói đây là điều duy nhất khiến mẹ chồng Khánh Thi phàn nàn về con dâu, nhưng sự phàn nàn này cũng là vì thương con thương cháu. Khánh Thi bất ngờ thú nhận bị lừa sau 3 năm chung sống với chồng kém 12 tuổi. Mới đây, bà mẹ hai con Khánh Ti đã xuất hiện trong đội hình cố vấn của show truyền hình cùng với Hương Giang, Đại Nghĩa, Trương Thế Vinh. Cũng tại chương trình này, ngay sóng truyền hình, Khánh Thi thẳng thắn chê chồng vô tâm. Nói hơi quá nhưng tôi thấy chồng mình đôi khi hay vô trách nhiệm. Nữ kiện tướng cũng phàn nàn rằng chồng trẻ ít dành thời gian cho con. Giữa tôi và Hiển có thời gian làm việc giống nhau, cùng đi và cùng về. Nhưng khi về, bao giờ con tôi cũng hỏi mẹ đâu rồi. Khi tôi đến với nó, nó mới hỏi ba đâu rồi. Sở dĩ như vậy vì Hiển thường tỏ ra mệt mỏi, hay nằm trên giường và ít dành thời gian cho con. Theo lời kể của Khánh Thi, cô và Phan Hiển cũng tồn tại nhiều xung đột trong chuyện dạy con. Cụ thể, Khánh Thi tỏ ra không hài lòng khi chồng luôn dạy con bằng kỷ luật, bắt con đi ngủ đúng giờ và tự lập quá sớm. Trong khi đó, Nam Vũ Công cho rằng vợ quá chiều chuộng con. Đầu tháng 11, 2018, trong chương trình khác, Khánh Thi cũng đã gây suốt khi thẳng thắn chia sẻ. Cô cảm thấy bị lừa sau khi đã kết hôn với Phan Hiển. Ngày xưa, chồng tôi khi quen tôi rất ngây thơ, nhưng đến khi lấy về mới biết con người anh ấy già quá. Cảm giác của tôi sau khi lấy Phan Hiển giống như bị lừa vậy. Vũ công thường yêu chóng vánh lắm, và không vũ công nào lại muốn nói muốn ở nhà buổi tối với gia đình cả. Có lẽ sau 3 năm chung sống, cả Khánh Thi và Phan Hiển đều nhận ra những điểm chưa hoàn hảo ở đối phương. Tuy nhiên sau những hờn giận xích mích cặp đôi ngày càng hiểu và gắn bó với nhau hơn. Hồi tháng 8-2018, người hâm mộ nữ hoàng Danceport Khánh Thi không khỏi lo lắng hoang mang trước những dòng trạng thái đầy cảm xúc tiêu cực mà cô đăng tải lên trang cá nhân. Ở thời điểm đó, Khánh Thi thừa nhận cô bị trầm cảm sau sinh và luôn cảm thấy ám ảnh rằng chồng sẽ ngoại tình. Sự việc trở nên tồi tệ khi thời điểm này Phan Hiển có đôi chút vô tâm lơ là với việc chăm sóc vợ. Xác nhận sự việc Phan Hiển thừa nhận anh đã không toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ và để cô phải lo lắng. Sau khi sinh em bé thứ hai, thì rất là nhạy cảm và hay nghi ngờ. Cô ấy cứ không thấy tôi ở nhà là nghĩ rằng tôi đang đi chơi hoặc đang làm gì đó không phải. Còn tôi thời gian này cũng khá là nhiều công việc nên thời gian ở nhà không được nhiều. Chính điều này đã khiến Thi càng khó chịu hơn. Tôi cũng nhận ra mình có lỗi và để vợ đã phải lo lắng buồn bã như vậy. Khánh Thi và Phan Hiện kết hôn vào năm 2015. Sau 3 năm chung sống, họ đã có với nhau hai con trai và một con gái. Cặp đôi lệch 3 tuổi nhưng Khánh Thi luôn được khen ngợi là trẻ trung xinh đẹp và rất đẹp đôi bên ông xã kiện tướng Danceport cũng thường xuyên khen ngợi Phan Hiển và gia đình chồng. Trong mắt công chúng, Phan Hiển tuy nhỏ tuổi hơn Khánh Thi, tới 12 tuổi, nhưng luôn cưng chiều, nhưng nhịn, bảo vệ vợ mình. Anh được xem là người chồng, người cha mẫu mực, được nhiều khán giả yêu mến. Phan Hiển cho biết tôi stress trong việc dạy con, chăm sóc Khánh Thi và lo sự nghiệp của mình. Tối qua ngày 6 tháng 11, tập 2 chương trình Sao Họa Sao Kim lên sóng với một chủ đề thú vị và cần thiết trong hôn nhân, nuôi dạy con như thế nào. Tham gia chủ đề trong tập này có sự xuất hiện hai cặp vợ chồng nghệ sĩ là Khánh Thi Phan Hiển, Quốc Nghiệp Ngọc Mai. Tại đây, Khánh Thi và Phan Hiển rất xúc động chia sẻ chặng đường đến được với nhau và ở bên nhau suốt 15 năm qua của mình. Ngoài ra họ cũng có nhiều tranh luận về việc nuôi dạy con như thế nào cho đúng dưới tư cách của người cha và người mẹ. Giữa tôi và Hiển có thời gian làm việc giống nhau, cùng đi và cùng về, nhưng khi về, bao giờ con tôi cũng hỏi mẹ đâu rồi. Khi tôi đến với nó, nó mới hỏi ba đâu rồi. Sợ dĩ như vậy vì Hiển thường tỏ ra mệt mỏi, hay nằm trên giường và ít dành thời gian cho con. Tôi rất cần sự dạy dỗ và nam tính của Phan Hiển để con mình có được những quyết định dứt khoát. Người đàn ông trong gia đình phải là người nuôi con, luôn bên con dạy dỗ và chính sự nam tính cương trực của họ mới tập cho con những quyết định dứt khoát trong cuộc sống hơn. Bây giờ con tôi mới 3 tuổi thôi nên rất cần tình thương, khi nào đi học nó mới cần sự tự lập. Ở nhà, Hiển luôn bắt con ngủ đúng giờ, còn tôi lại thích chơi với con tận 11 12 giờ đêm. Tôi muốn cho con sự tự do, con phải hoạt động nhiều thì mới phát triển về trí óc được. Nói hơi quá nhưng tôi thấy chồng mình đôi khi hay bị vô trách nhiệm và tuy nhiên từ ngày tôi sinh con tôi càng thương chồng hơn. Nói tôi không được dạy con trai là hơi lạ, tôi còn dạy ra cha nó thì sao lại không được dạy nó. Đàn bà hay mẹ không tự tạo ra đồ chơi cho con, nhưng cha nó lại hay nghĩ ra đồ chơi. Như thế là làm con hư, chẳng hạn, Hiển hay để cho con chơi đấu kiếm. Lúc tôi mang bầu, không một ai ủng hộ tôi trừ mẹ và Hiển, điều khiến tôi quyết định chọn Hiển là anh luôn ở bên tôi đến giờ đã 15 năm rồi. Có những lúc tôi phải ở trong bóng tối hay không có một đồng xu nào trong người, lúc đó chỉ có Hiển sẵn sàng chạy tới đỡ tôi. Ở bên cạnh tôi 15 năm nay chỉ có một người đàn ông này thôi, dù bé nhỏ nhưng anh ấy luôn ở bên tôi và bảo vệ tôi. Sinh con ra với tôi đã là một điều may mắn. Nhờ có hiển và con mà mọi người yêu thương tôi hơn. Tôi chẳng cần gì hết, sự nghiệp tôi có rồi, cái gì cũng có hết trong tay. Tôi chỉ sợ hiển hay gia đình chồng qua lưng với mình thôi. Cái tôi cần là gia đình luôn ở bên cạnh. Tôi chấp nhận phong ba bảo tố, chỉ đơn giản vì tình yêu và muốn đáp lại tình yêu của hiển. Thế nhưng, định kiến của xã hội về tình yêu cô trò vẫn là nỗi ám ảnh đeo bám tôi đến tận bây giờ. Phan Hiển nói, yêu và chăm sóc Khánh Thi không phải chuyện đơn giản với tôi. Theo tôi nghĩ nếu tôi quá nghiêm khắc thì con tôi sẽ hướng theo người chiều chuộng nó hơn. Tôi rất không thích việc đút cho trẻ ăn, đã là con trai thì phải tự lập, nhưng đến bây giờ Khánh Thi vẫn đút cho con ăn. Một người cha quá nghiêm khắc sẽ khiến con cái rụt rè, phải có sự dịu dàng từ người mẹ thì mới dễ dàng hơn trong việc nuôi dạy con. Một người cha quá nghiêm khắc thì luôn đem lại những điều bất cập như thế. Hơn thế nữa, trong một gia đình bố là người miền Nam, mẹ là người miền Bắc và cô giúp việc là người miền Trung, tôi rất lo lắng không biết con mình tiếp nhận cách nói chuyện như thế nào. Bây giờ con tôi đã đi mẫu giáo, có dĩ dứt đàng hoàng rồi nên tôi bắt con phải ngủ sớm. Nếu để con ngủ muộn thì sáng dậy rất khó, thế mà Khánh Thi cứ để con tới 11, 12 giờ đêm. Tôi nghĩ điều Khánh Thi sợ nhất khi để con ở nhà một mình, à, với tôi là tôi nghiêm khắc với con quá. Trong nghề của tôi, nam phải dạy nam nên tôi phải dạy con trai tôi. Khánh Thi là mẹ nên không thể dạy con trai được. Để yêu và chăm sóc được cho Khánh Thi không phải là chuyện đơn giản với tôi, đặc biệt khi có con giống như mở ra cánh cửa mới mà tôi hay gọi là cánh cửa gia đình. Cánh cửa này luôn quá sức với tôi. Thứ nhất tuổi đời tôi còn trẻ quá, thứ hai kinh nghiệm tôi không có. Tôi phải học hỏi tích lũy từng chút một. Trong khi đó con tôi ngày càng lớn dần lên. Bởi vậy ở tuổi 26 tôi rất stress trong việc dạy con, chăm sóc Khánh Thi và lo cho sự nghiệp của mình với một người mới 26 tuổi như tôi đó là điều quá lớn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.